Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ tôi đang nói không? Cảm ơn một số bạn đã like. Hãy cho tôi biết các bạn nghe rõ không nha. À, mỗi một tối chủ nhật mà tôi được trò chuyện với mọi người, tôi cũng cảm thấy tôi vui hơn và hạnh phúc hơn. Và cũng mong rằng công việc này của tôi có ích cho ai đó, có ích cho một người cha, một người mẹ nào đó, thậm chí là có những bé đang cùng nghe với cha mẹ. Cô Thúy cũng rất là mong các bé có thể chia sẻ được với cô, và có bất kỳ vấn đề gì các bé hãy nói mẹ hay bố comment để cô Thúy trả lời nha. Rất cảm ơn mọi người đã like. À, nghe rất rõ. Cảm ơn. Hôm rồi tôi phải nhờ người ở mạng VNPT lắp riêng một đường like cho cái công việc livestream này. Tuyệt vời, cảm ơn. Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp nha. Cái chủ đề con tự tin, con hạnh phúc là vô cùng quan trọng đối với cái cách nuôi dạy một đứa trẻ, cho nên tôi đã dành thêm một buổi tối hôm nay nữa để chia sẻ với mọi người. Chúng ta biết rồi đó, cái sự tự tin của con nó ảnh hưởng rất lớn đến cái cách cư xử của con với chính cha mẹ và với mọi người xung quanh. Từ đó nó ảnh hưởng đến cái khả năng học hành của con, cũng như là cái khả năng hòa nhập vào xã hội, tạo dựng các mối quan hệ xã hội để sau này con sống một cuộc sống có ích và thành công. Vì thế chúng ta sẽ trò chuyện với nhau kỹ hơn về cái cách mà chúng ta cư xử, dạy dỗ và tương tác với trẻ như thế nào. Tôi nói rõ thêm một vài ý mà tôi muốn nhấn mạnh trong cái quá trình mà tôi làm việc với các bậc cha mẹ cũng như là với trẻ. Thì tôi thấy là các trẻ rất là thiếu tự tin nếu như chúng ta cứ luôn so sánh trẻ với ai đó, thì hôm trước tôi đã nói rồi. Nhưng hôm nay tôi nhấn mạnh thêm một ý là chúng ta muốn con tự tin thì chúng ta phải chấp nhận con là hãy tôn trọng con và chấp nhận con. Có những đứa trẻ nó rất là nhanh nhẹn nhưng mà nó lại hơi ẩu. Chúng ta chê bai cái ẩu của con chính là chúng ta đang không chấp nhận con, và chúng ta đang làm cho đứa trẻ cảm thấy thiếu tự tin về chính mình. Một đứa trẻ chậm chạp có thể nó lại có một ưu điểm, đó là nó làm việc gì cũng chắc chắn. Nhưng nếu chúng ta chê bai cái sự chậm chạp của con, chúng ta giục con liên tục, có nghĩa là chúng ta đang không chấp nhận tính cách của con. Nên vì thế ý đầu tiên mà tôi muốn cùng mọi người chia sẻ tối nay, đó là hãy tôn trọng con thực sự. Chúng ta biết là mỗi người chúng ta rất là khác nhau về suy nghĩ, về cảm xúc, về quan điểm sống, về cái cách làm việc, cách ứng xử, cách biểu hiện cảm xúc cũng khác nhau nữa. Có thể trong một cái câu chuyện cụ thể chúng ta đều có cảm xúc vui như nhau, nhưng có người thì vui thể hiện ra mặt và ra cái hành vi cười toa, cười rất là thích thú hay là hét toáng lên. Nhưng có những người chỉ cười mỉm thôi, hay có những người thì không biểu hiện gì cả mặc dù trong lòng họ rất là vui. Thì bản thân mỗi đứa trẻ cũng vậy. Nếu chúng ta thật sự tôn trọng con thì chúng ta hãy quan sát con từ khi còn bé, và chúng ta hiểu cái cách riêng của con mình, và đừng chỉ trích, đừng mong đợi con phải cư xử y chang như mình mong muốn. Ví dụ như đơn giản cái chuyện chào hỏi thôi. Có nhiều cha mẹ muốn dạy con lễ phép trong giao tiếp và muốn khách đến nhà thì con phải chào hỏi, và đã bắt con chào hỏi một cách rất là ép buộc. Nếu con không chào hỏi thì thể hiện thái độ rất khó chịu và chê bai con, gắt gỏng với con, thậm chí là quát con, đánh con ngay tại trước mặt khách. Thì đấy là một điều làm cho đứa bé cảm thấy tổn thương. Có những giai đoạn đứa bé nó rất dễ chào hỏi, nhưng có những giai đoạn đứa bé nó muốn thu mình lại và nó muốn chưa muốn chào, thì chúng ta hãy cố gắng là hãy tôn trọng cái cách riêng của bé. Thì đấy chính là ý thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh, hãy tôn trọng con. Nói từ tôn trọng thì rất dễ nhưng mà làm được thì rất là khó. Đó là chúng ta phải chấp nhận như con là, với đầy đủ những cái sự khác biệt, cái tính cách của trẻ. Trừ khi trẻ làm những cái việc vi phạm những cái quy định chúng ta nói là được làm và không được làm thì chúng ta mới điều chỉnh trẻ. Còn những cái cá tính của trẻ, những cái biểu hiện riêng của trẻ, những cái biểu hiện đặc biệt của trẻ thì xin chúng ta đừng bắt trẻ làm theo cái khuôn mẫu của mình. Mỗi một xã hội sẽ rất là khác nhau. Chúng ta ở thời cách đây 20-30 năm thì chúng ta có những cái suy nghĩ khác vì chúng ta được nuôi dạy khác. Nhưng bây giờ trẻ trong thời đại này rất là khác với chúng ta. Nên những cái tiêu chí liên quan tới sở thích âm nhạc hay là cách ăn mặc hay là cách đi đứng nói năng có thể cũng sẽ khác với thời của chúng ta. Nên vì thế mà chúng ta đừng chê bai trẻ.
ví dụ như là trẻ thích những bản nhạc của Sơn Tùng MTV chẳng hạn, thì nhiều cha mẹ phản hồi là cái nhạc ấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả, lời lẽ thì nó không có hay mà tại sao con lại thích. Thì đôi khi chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang phủ nhận cái sở thích của trẻ, và như vậy là chúng ta đang không chấp nhận trẻ. Một chút xíu chia sẻ với mọi người ý đầu tiên này để thấy là cái việc chúng ta có cho tôn trọng lẫn nhau hay không nó liên quan đến tất cả mọi hoạt động hàng ngày. Một điều thứ hai là tôi muốn nói về lắng nghe. Thực ra khi chúng ta đã tôn trọng bất kỳ ai thì chúng ta sẽ lắng nghe khi họ nói, đúng không ạ? Nhưng thường là tôi quan sát nhiều bậc cha mẹ không có lắng nghe con. Chính vì không lắng nghe con cho nên là đứa con nó cảm thấy nó không được tôn trọng và nó kém kém tự tin, nó không dám nói. Và lâu dần cái mối quan hệ của cha mẹ con cái nó trở nên cách biệt. Chúng ta bị có một khoảng cách rất là lớn với con khi nó không chịu giãi bày, nó không nói cho chúng ta nghe những tâm sự của nó. Nên lắng nghe con và cho con được nói, đặc biệt là cho con được nói những ý kiến trái chiều, những ý kiến phản biện, thậm chí là cho con được cãi lại chúng ta. Đấy là một quan điểm mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về sự tôn trọng con thì chúng ta sẽ thấy chấp nhận được. Tôi đã từng viết một bài cũng khá là gây tranh cãi là hãy cho con quyền được cãi. Chúng ta cứ nghĩ là con ngoan thì phải nghe lời cha mẹ nhưng thực sự là không phải như vậy. Con ngoan thì các con có thể nghe được lời hay ý đẹp của cha mẹ. Nhưng chúng ta có tự tin rằng mọi thứ chúng ta dạy con là đều là có ích và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hay không? Chưa chắc. Có thể chúng ta đang lạc hậu hơn con rất là nhiều, hoặc có thể cái lời khuyên của chúng ta là đúng là tốt nhưng lại không phù hợp với cá tính của con, với con người của con, với cảm xúc của con, với suy nghĩ của con. Vì thế mà chúng ta hãy thật sự lắng nghe con biểu hiện bằng lời và không lời. Có những điều đứa con nó không nói với chúng ta đâu ạ, mà nó chỉ biểu hiện ra bằng ánh mắt, bằng thái độ thôi, bằng cảm xúc thôi. Cho nên thực sự lắng nghe là một điều vô cùng khó. Thứ nhất là khuyến khích con nói bằng cách là đặt câu hỏi cho con. Khuyến khích con nói đó là cho con được tự do nêu lên quan điểm của mình mà bố mẹ không la mắng, không áp đặt, không phán xét, không chửi bới cái quan điểm khác của con. Thậm chí là khi con cãi, nếu mà con cãi hỗn thì chúng ta có thể chỉnh cái cách cãi của con. Con nói như vậy là không phù hợp với mối quan hệ của mẹ con. Nhưng con có quyền có quan điểm riêng của mình. Thì đứa bé đó sau này nó có quyền nói ra quan điểm của mình, nhưng nó sẽ biết cách nói lịch sự hơn, ôn hòa hơn chẳng hạn. Thì chúng ta không nên chê bai cái quan điểm khác của trẻ. Nên đôi khi cha mẹ cũng có những cái độc đoán, có những cái áp đặt, muốn con phải làm y như mình, muốn con không sai lời. Con cãi cha mẹ trong đường con hư là một câu nói ngày xưa, và bây giờ liệu có phù hợp hay không thì chúng ta cần phải xem xét lại. Nhất là cái thế hệ của chúng ta rất là khác biệt với thế hệ của con. Nhất là bây giờ chúng ta biết cách mạng 4.0 đang bàn luận rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, đúng không ạ? Khi mà cái nguy cơ là các công việc của con người có thể bị thay thế bởi robot, và chúng ta nếu không sáng tạo, nếu không có tinh thần sáng tạo cao thì chúng ta rất là khó tồn tại trong một cái xã hội tương lai. Con chúng ta muốn sáng tạo, con chúng ta muốn có những quan điểm khác, con muốn có những cái giá trị, tạo ra những cái giá trị, tạo ra những sản phẩm mới cho cuộc đời này để mà có thể lãnh đạo robot chứ không phải để robot làm thay mình. Thì đấy là một cái khả năng rất là cao về tư duy. Và nếu một đứa bé từ bé đến lớn mà chỉ biết vâng lời thôi, không bao giờ biết cãi, không bao giờ có quan điểm riêng, không bao giờ có cái cách nhìn nhận vấn đề riêng, thì chắc chắn nó không thể sáng tạo. Nó chỉ đứa sau này đi làm thuê mà thôi. Mà công việc làm thuê thì sợ rằng sau này các robot đã làm thay chúng ta rồi. Nên vì thế cái trình độ tư duy của con người hiện đại đòi hỏi rất là cao. Nếu mà cha mẹ không cho con quyền được cãi, sẽ rất khó để đứa con của chúng ta tự tin. Điều này có thể là các chị em, các mẹ, các cha có thể không đồng tình với tôi. Rất mong mọi người sẽ phản hồi nha. Cảm ơn mọi người đã nói là nghe rõ. Cảm ơn chị Bích Thuận đang theo dõi. Nhất là những đứa con mà đang tuổi dậy thì đấy ạ, thì bố mẹ càng lắng nghe con bao nhiêu thì đấy chứng tỏ là bố mẹ càng tôn trọng con bấy nhiêu. Và những đứa trẻ ở tuổi dậy thì nó vô cùng cần chúng ta lắng nghe như một người bạn, lắng nghe như một người tôn trọng cái suy nghĩ riêng và gợi mở cho con bằng những câu hỏi để con được nói ra cái quan điểm riêng của mình. Lắng nghe thật sự nó không chỉ là bằng lời, bằng tai, nghe bằng lời, nghe những gì con nói ra bằng lời, mà đó là lắng nghe bằng mắt, lắng nghe bằng các giác quan, lắng nghe bằng trái tim, lắng nghe bằng tâm trí để chúng ta thực sự đọc hiểu được những điều con chưa nói ra. Đó là cảm xúc của con, đó là những suy nghĩ còn đang che giấu của con. Vì chỉ khi nào bố mẹ thực sự lắng nghe và tôn trọng
cái sự khác biệt trong suy nghĩ của con với chúng ta thì con nó mới nói. Còn nếu chúng ta nghe với một cái sự gọi là phán xét, nghe với sự chỉ trích, nghe với một cái một đống lời khuyên chuẩn bị tuôn ra thì chắc chắn là con chúng ta sẽ không thể nói đâu ạ. Và đặc biệt một đứa trẻ nó không được nói, nó sẽ không tự tin. Và cái mối quan hệ của chúng ta với trẻ nó sẽ rất là càng ngày sẽ càng xa cách. Có rất nhiều cha mẹ ở tuổi dậy thì đã tâm sự với tôi là giai đoạn này trẻ đóng lòng lại và trẻ không có nói, đi về cũng chỉ nói rất là trọng lỏm với bố mẹ thôi, có chuyện gì nó cũng không nói, rồi nói với nó điều gì nó cũng cãi lại, rồi nó không có nghe lời. Hay có đứa nó không nói lại nhưng mà nó không làm theo, tức là nó im im đấy nhưng mà nó không có làm theo, thì đấy là điều mà cha mẹ cảm thấy rất là bất bình. Nhưng đấy cũng là hệ quả của một quá trình chúng ta đã không tôn trọng trẻ, chúng ta áp đặt trẻ và làm cho trẻ phản ứng với chúng ta. Chúng ta biết là càng lớn thì đứa trẻ nó càng có một cái suy nghĩ độc lập. Và chính thế là sự trưởng thành. Nếu trẻ không có suy nghĩ độc lập, nếu trẻ không có cách riêng của trẻ thì chắc chắn trẻ sẽ không có được cái sự trưởng thành về mặt tâm lý cũng như là nhận thức đâu ạ. Rất mong là cha mẹ nếu thực sự muốn con tự tin để con đạt được hạnh phúc và thành công trong tương lai thì hãy lắng nghe trẻ và cho con quyền được cãi, đúng không ạ? Có lẽ sau cái buổi hôm nay tôi sẽ tìm lại cái bài cho con quyền được cãi để tôi comment xuống bên dưới để những người theo dõi hôm nay sẽ đọc lại bài đó, xem cùng chia sẻ với tôi xem sao, xem mọi người có đồng tình không. Mọi người có ý kiến khác với tôi thì xin cứ comment nha. Một người bố người mẹ, tôi cho rằng là một người bố người mẹ tự tin với vai trò làm cha của mẹ, làm cha làm mẹ của mình thì sẽ cho con quyền được cãi. Còn cha mẹ nào mà còn áp đặt con và muốn con nghe theo lời mình 100% á, tôi sợ rằng là người đó không tự tin lắm đâu ạ. Và xin nhấn mạnh là chúng ta chỉ có thể giúp chúng ta tự tin khi chính chúng ta tự tin và thoải mái với con mà thôi. Điều thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh tối hôm nay đó là cho con được tự lập. Chúng ta muốn con được tự tin thì cái tự lập là quan trọng vô cùng luôn. Một đứa trẻ tự lập nó sẽ tự tin hơn. Từ bé chúng ta cho trẻ tự lập trong việc tự đi vệ sinh này, sau tự vệ sinh thân thể của mình sau 2 tuổi chẳng hạn, thì chúng ta cũng giúp cho trẻ tự tin là con làm được, con rất là giỏi. Chúng ta để ý một đứa trẻ 2-3 tuổi nó rất thích được làm, nó thích tự nó mặc quần áo, tự nó đi giày đi dép của cha mẹ, tự nó lăng xăng việc này việc kia. Và khi mà cha mẹ sai và khen con lúc này á, thì đứa con nó cảm thấy tự tin lắm, nó rất là hãnh diện là nó có thể làm được rất nhiều việc. Thì đấy là một cái điều mà ngay từ bé chúng ta đã trải nghiệm rồi, đúng không ạ? Một cái tự lập nữa là phải tự lập trong chuyện ăn, chuyện ngủ. Chúng ta càng tập cho trẻ tự xúc ăn càng sớm thì trẻ sẽ càng tự tin hơn. Thường thì một đứa trẻ khoảng đến 9-10 tháng tùy bé, có thể nhiều hơn, ít hơn. Khi mà bé bắt đầu biết cầm thìa, chúng ta nhớ là khi chúng ta cho trẻ ăn dặm sau 6 tháng, chúng ta hãy có một cái trò chơi là ta một thìa, con một thìa, hai mẹ con sẽ thi nhau. Thì khi đó đứa trẻ nó sẽ nghịch cái đồ ăn và nó sẽ bắt đầu tập xúc. Khi nào chúng ta thấy cái đứa trẻ nó cầm cái thìa và nó tập xúc một cách rất là khéo hơn cái lúc đầu á, và bắt đầu nó khoái cái việc xúc rồi, thì chúng ta hãy buông ra, chúng ta để cho trẻ tự xúc. Hãy cho trẻ một cái mảnh chiếu hay một cái chỗ mà ngồi ăn riêng, trẻ có thể làm đổ, làm bẩn không sao cả, trẻ có thể ăn lâu một chút không sao cả. Chúng ta hãy cho trẻ được xúc ăn, đứa trẻ nó sẽ rất là tự tin khi chúng ta cho nó xúc ăn đấy ạ. Những đứa trẻ mà tôi quan sát là nó tự ăn được thì nó tự tin hơn rất là nhiều những đứa trẻ mà cần có người khác đút cho ăn. Nhất là những đứa trẻ mà đến khi đi học lớp 1 còn đang cho bố mẹ còn đang phải đút cho ăn hay phải rửa vệ sinh cho, thì những đứa trẻ đấy rất là khó tự tin. Và nhất là lưu ý mở ngoặc thêm câu chuyện mà phòng chống xâm hại tình dục mà chúng ta đang nói tới á. Những đứa trẻ nào mà để người khác chạm vào vùng riêng tư, kể cả bố mẹ sau 2 tuổi, để cho bố mẹ rửa cái vùng riêng tư của mình, thì chúng ta biết là cái khả năng gọi là phòng tránh những cái báo động xâm hại vùng riêng tư từ những người khác, đặc biệt là chúng ta biết 93% người xâm hại trẻ là người quen. Nên vì thế mà trẻ cần phải được giáo dục giới tính ngay từ bé bằng cái cách là cho trẻ tự rửa vệ sinh vùng kín của mình. Bé trai tự rửa cho mình và bé gái tự rửa cho mình. Nếu trong trường hợp có những cái vấn đề gì đó cần giúp trẻ trong chuyện này, tập cho trẻ trong chuyện này, thì cũng nên là cha rửa cho con trai và bố rửa cho con gái, cha rửa cho con trai và mẹ rửa cho con gái. Thì như vậy trẻ sẽ biết đâu là vùng riêng tư và đâu là vùng mà bất kỳ ai cũng không được phép động vào. Chỉ có trẻ mới có quyền với cái vùng riêng tư của trẻ thôi. Và khi cần thì bố mẹ là người thân cận nhất mới có thể giúp.
bác kể cả bác sĩ khám thì cũng phải được phép mà đồng ý của bố mẹ và của giải thích với trẻ thì cũng mới được khám cái vùng riêng tư đó của trẻ. Nên chúng ta tập cho trẻ sự tự lập không chỉ làm cho trẻ tự tin mà còn giúp trẻ được an toàn. Một cái chi tiết nữa là giúp con tự ngủ. Báo Chủ Nhật hôm nay có một bài tôi có chia sẻ là làm sao cho con ngủ riêng. Cái người mẹ hỏi tôi thì con đã học lớp 6 rồi, cho nên là cũng khá là lớn mà con chưa ngủ riêng. Thì tôi cũng có một bài khác viết cách đây khá là lâu rồi, thì cho con ngủ riêng từ bé. Thì tôi sẽ, nếu ai cần thì tôi sẽ tìm lại và tôi đăng lại cho mọi người cùng chia sẻ. Đã, thì cho con ngủ riêng cũng là cách để con tự lập. Điều này thì chúng ta thấy rõ nhất là trong cái quan điểm dạy con của người phương Tây, đúng không ạ? Đặc biệt là Mỹ. Trong một cuốn sách dạy con của kiểu Mỹ đó, thì trong cuốn sách đó tác giả Trần Hân đã chia sẻ là người Mỹ cho con ngủ riêng từ khi 6-7 tháng tuổi, tức là tách khỏi cái giai đoạn 100% bú sữa mẹ đó. Thì đứa bé đã bắt đầu được tập ngủ nôi bên cạnh giường cha mẹ, rồi sau đó là tập tách khỏi phòng cha mẹ tùy vào mỗi đứa, để mà đứa trẻ đó nó có thể làm quen với cái cách mà nó tự mình du mình vào giấc ngủ, nó làm quen với bóng tối, nó làm quen với mọi thứ, thì đứa trẻ đấy sau này sẽ độc lập và trưởng thành hơn, tự tin hơn. Một trong những lý do của trẻ em Việt Nam của chúng ta tự hơi rụt rè, hơi tự ti mặc cảm khi đi ra ngoài, khi tiếp xúc với mọi người, đó là vì cha mẹ bao bọc con quá nhiều, thay con làm việc quá nhiều. Từ chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện vệ sinh chúng ta cũng làm thay con. Có những người cha, người mẹ làm thay con những việc đó cho đến khi con lớn. Thì đấy là điều mà chúng ta đang tước đi cái cơ hội tự tin của đứa bé. Đặc biệt có một chi tiết nữa là tôi mong là quý vị hãy tập cho con làm việc nhà càng sớm càng tốt. Dù chúng ta có thời gian rảnh để làm, dù chúng ta có người giúp việc, dù chúng ta đủ tiền để trang bị mọi cái máy móc cần thiết trong gia đình, nhưng chúng ta cũng cần phải cho trẻ làm việc. Chính trẻ làm việc nhà, trẻ sẽ tự tin hơn rất nhiều, vì trẻ làm mới ý thức được mình là một thành viên trong gia đình. Mình cũng có góp phần, bố nấu cơm, mẹ nấu cơm, mình lau nhà, mình quét nhà. Tất cả những cái vai trò đó nó làm cho trẻ hòa đồng vào với gia đình, và trẻ sẽ tự tin hơn mình là một thành viên có đóng góp cho gia đình. Cùng làm, cùng chơi, cùng ăn, cùng vui, nó sẽ làm cho trẻ, đứa trẻ hạnh phúc hơn và tự tin hơn. Hãy tập cho trẻ từng chút một, mỗi ngày một việc nho nhỏ, làm việc nhà, để trẻ thấy là trẻ có trách nhiệm với gia đình hơn. Và khi trẻ làm được, trẻ sẽ rất là tự tin. Nhất là sau này, trẻ đến lớp, trẻ đi tham gia cắm trại, rồi lớn hơn nữa, trẻ tách khỏi gia đình, trẻ tham gia những sinh hoạt qua đêm với trường lớp. Rồi có những trẻ thì sẽ có một cái xu hướng đi du học. Thì tất cả những cái sự tự lập của bé, làm được tất cả mọi việc liên quan đến mình và liên quan đến việc nhà, đứa bé sẽ rất là mạnh mẽ và tự tin, độc lập. Nên tôi nhấn mạnh lại là dạy cho con tự lập trong mọi việc sẽ giúp cho con tự tin. Và đặc biệt sau này cha mẹ sẽ tự do đấy ạ. Cha mẹ sẽ không khổ sở vì mình sẽ phải làm thay nó suốt đời. Nó lười làm. Nhiều cha mẹ than phiền con lớn là con lười làm. Thì đấy cũng là vì chúng ta từ bé chúng ta đã nuông chiều, chúng ta để cho trẻ được chơi nhiều quá, được tự do nhiều quá mà chúng ta không có tập cho trẻ những cái thói quen tốt. Một đứa trẻ mạnh mẽ và tự tin thì chỉ khi nào nó biết làm nhiều việc thôi. Tôi nói vui là ngay cái chuyện là làm live stream này này, tôi nhớ là những cái video đầu tiên tôi làm trước Tết thì tôi cũng không tự tin lắm. Tôi nói chuyện trước máy tính là tôi cảm thấy nó rất là đơn điệu và cảm thấy rất là ngượng ngùng khi mà nghĩ rằng đằng sau cái máy tính này thì rất là nhiều người theo dõi, có người thích và có người không thích, có người khen và có người chê. Mình nói thì mình nói từ cái tấm lòng và cái suy nghĩ trực tiếp của mình thôi, chứ mình không phải là một bài giảng để mình có những cái chuẩn bị rất là kỹ về kiến thức lý thuyết hay là có chiếu lên cho mọi người cùng xem vân vân. Cho nên là có thể mình nói nó có những điều nó không có được cặn kẽ lắm, nó không có được kín kẽ lắm chẳng hạn, thì tôi cũng cảm thấy không tự tin lắm. Nhưng mà càng làm thì tôi lại càng thấy là tôi thoải mái hơn nhiều. Thì tôi nghĩ rằng một đứa trẻ, chúng ta cũng nhớ nguyên tắc là như vậy. Khi mới tập thì trẻ sẽ lúng túng, và khi càng làm thì trẻ sẽ càng quen tay và trẻ sẽ ngày càng tự tin hơn với cái sự tháo vát của mình. Cảm ơn chị Hợi đã theo dõi. Bạn có cảm ơn mẹ Thu Thủy có nói về livestream giai đoạn con ở tuổi dậy thì. Riêng tâm lý trẻ tuổi dậy thì và giáo dục giới tính cho trẻ tuổi dậy thì về tình dục, tình bạn, tình yêu đó, tôi có hẳn một khóa học online trên kina.vn. Các mẹ nên xem, vì cái khóa học đó nó hơn một tiếng cơ và rất nhiều bài, rất là chi tiết. Nó chỉ có hình như có 250 một khóa online thôi. Chúng ta đăng ký một lần để chúng ta học bất kỳ lúc nào cũng được.
hôm nào thích thì mở ra học hai ba bài, hôm nào không thích thì học nửa bài thôi. Vì khi chúng ta đã là chủ sở hữu cái tài khoản của chúng ta rồi thì bất kỳ ở đâu có internet chúng ta cũng có thể mở ra, chúng ta xem được và chúng ta có thể là chia sẻ với nhau một cách chi tiết hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái khóa học online nó sẽ đủ hơn là một buổi mà tôi chia sẻ như thế này. Chia sẻ như này thì tôi tập trung vào trả lời câu hỏi tư vấn của mọi người là nhiều. Vì là tôi chọn cái chủ đề giúp con tự tin để tôi nói hơi dài một chút xíu đấy. Vì là tôi thấy rất nhiều cha mẹ hỏi tôi về con tự ti, mặc cảm, nhút nhát, không có dám giao tiếp với người ngoài. Và bản thân tôi cũng thấy là cha mẹ với con xung đột rất nhiều với nhau. Vì đứa trẻ nó không có được tự tin và nó hay có cãi lời, nó hay có những cái bất đồng với cha mẹ. Thì tôi nghĩ rằng là cái gốc là cha mẹ chưa có tôn trọng, chưa có lắng nghe và chưa dạy tập cho con cái sự tự lập. Hoặc là trong giao tiếp chúng ta cũng chưa biết khen con, chúng ta chê bai con nhiều quá, chúng ta cũng chưa biết cách thể hiện cái tình yêu thương của chúng ta với con. Nên thành ra là những cái rắc rối trong mối quan hệ của cha mẹ và con cái á, nó bắt nguồn từ cái cách mà chúng ta đang giao tiếp và chúng ta đang dạy con nó chưa đúng cách. Nên vì thế mà tôi mới chọn cái chủ đề này tôi nói. Nên rất là mong là bạn Thu Thủy sẽ quan tâm đến chủ đề dạy tâm lý cho con ở tuổi dậy thì xin lên kina.vn nha. Trang học trực tuyến rất là lớn đó, thì tôi có nhiều khóa học trên đó. Ồ, cảm ơn bạn Tuyết Thanh. Bạn bé Thành có nghe đúng không ạ? Ồ, cảm ơn bé Thành. Bé Thành ơi, thế thấy cô Thúy nói có đồng tình không? Mẹ Tuyết Thanh có khi nào la mắng không? Có khi nào chịu nghe con không? Tôi rất là mong là nếu mà có thể là các bậc cha mẹ chia sẻ cùng với con, cùng ngồi chia sẻ với tôi thì nó cũng có cái thú vị là để cha mẹ và con sẽ cùng đồng cảm với nhau, để hiểu nhau hơn đúng không ạ? Đôi khi giao tiếp là một tấm gương phản chiếu thôi. Mình giao tiếp với trẻ như thế nào thì trẻ sẽ phản chiếu lại y như vậy. Cha mẹ lắng nghe con thì con cũng sẽ lắng nghe cha mẹ. Trong một buổi trò chuyện ở công ty Manulife thì về chủ đề nói sao cho con nghe lời thì tôi nhấn mạnh với lắng nghe. Không phải là kỹ năng nói là quan trọng nhất mà kỹ năng nghe là quan trọng nhất. Khi ta biết nghe con thì con sẽ nghe lời chúng ta. Khi ta biết cười với con thì con cũng sẽ biết mỉm cười lại, đúng không ạ? Đó là ba cái điều mà tôi nhấn mạnh trong tối hôm nay. Xin nhắc lại một lần nữa ba điều mà tôi chia sẻ tối hôm nay, đó là thứ nhất là hãy tôn trọng con như chính con là, với đầy đủ những cá tính, kể cả tốt và xấu, kể cả những điều cha mẹ hài lòng không hài lòng về con. Chỉ cần con không làm điều gì vi phạm những cái quy tắc về pháp luật, về đạo đức mà cha mẹ và con đã cam kết thì chúng ta hãy tôn trọng cái cá tính của trẻ, hãy chấp nhận trẻ như trẻ là. Thứ hai đó là lắng nghe con, hãy cho con được nói, kể cả cho con được cãi, cho con có ý kiến riêng của mình để con có suy nghĩ riêng, có sự độc lập. Từ đó sau này sẽ nuôi dưỡng sự tự tin và sự sáng tạo, phản biện của trẻ. Điều này sẽ cực kỳ có lợi cho trẻ trong giai đoạn mà xã hội đang phát triển như vũ bão hiện nay, nhất là trước một cuộc cách mạng 4.0. Cái điều thứ ba tôi muốn nhấn mạnh tối nay đó là cho con được tự lập. Khi con được làm việc con mới tự tin. Một đứa trẻ lười biếng sẽ không thể tự tin được đâu ạ. Nên cũng rất mong các bé mà đang nghe cô với mẹ cha trong chương trình này, hãy nhớ là khi các con làm việc nhà các con sẽ tự tin. Các con biết nấu ăn thì sau này khi đi đâu đó con thể hiện cái tài năng nấu ăn của con thì mọi người nể con lắm và khen con, thì con sẽ thêm tự tin. Hay là con biết làm việc nhà, con biết tự phục vụ bản thân, mọi việc nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, con không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Và điều đó nó sẽ làm cho con tự tin. Tập cho con làm việc chính là giúp con tự tin đấy ạ. Đấy là bốn ba cái điểm quan trọng mà tối nay tôi nhấn mạnh. Nhắc lại bốn cái điều mà tối hôm trước chúng ta đã chia sẻ với nhau. Vì có thể cái video lần trước nó hơi nhòe, mọi người không có nghe rõ là tôi nói về cái lời khen vô cùng giá trị, động viên khích lệ con, hãy khen con chân thành, hãy khen ngay, khen cụ thể, khen đúng lúc. Tất nhiên là khen đúng, chứ nếu khen sai thì con lại kiêu ngạo thì nguy hiểm đúng không ạ? Và hãy tập trung khen con người bên trong của con hơn là những cái con cái gì bên ngoài, nó mang tính tạm thời của con. Điểm số nó không phải là cái để chúng ta nên khen con, mà hãy khen con về cái tư duy và cái cách học tập, cái sự chăm chỉ thì tốt hơn là khen về điểm số. Điểm số nó không nói lên điều gì đâu ạ. Cô Thúy là giáo viên, cô Thúy biết rất là rõ điểm số chỉ là đo lường cái năng lực, cái giai đoạn mà làm bài thi mà thôi. Có những người điểm cao nhưng mà không có giỏi, có những người điểm thấp thì thực ra họ lại có rất nhiều kiến thức, chỉ là có thể cái cách làm bài không phù hợp hay là cái tâm trạng, tâm lý lúc mà làm bài nó không được tốt mà thôi. Nên đừng bao giờ nhìn điểm để khen hay chê ai đó, cũng đừng bao giờ tự ti hay tự tin vì điểm. Điều đó nó không nói lên bạn là ai đâu. Năng lực thực sự của bạn, hiểu biết thực sự của bạn, nó mới là sự tự tin của bạn.
Cái điểm thứ hai mà cô Thúy nói hôm tối hôm trước đó là không so sánh con với bất kỳ ai. Trẻ ghét nhất là bố mẹ nói con nhà người ta, đúng không ạ? Kể cả khen con nhà người ta hay chê con nhà người ta thì cũng không phải là cách phù hợp để dạy con mình. Hãy tập trung vào con mình, hãy yêu những gì cháu đang có và hãy góp ý cho cháu thay đổi những gì mà cháu chưa tốt. Đấy là điều thứ ba, góp ý thay đổi chứ không chê. Và điều thứ tư đó là cha mẹ hãy thể hiện tình yêu thương gần gũi nhất với con. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ để chúng ta giúp cho con tự tin hơn mỗi ngày. Và tất cả những điều này chúng ta cần làm thường xuyên và liên tục trong nhiều năm với con. Kể cả khi con đã lớn, trong mọi cuộc giao tiếp với con, chúng ta hãy nhớ những điều căn bản đó. Và một điều mở ngoặc thêm rất là quan trọng, con cái là tấm gương soi của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ tự tin thì con sẽ tự tin. Nếu cha mẹ tự cao, con sẽ tự cao. Nếu cha mẹ tự ti, mặc cảm thì đứa con cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy nhớ là tấm gương soi của chúng ta rất là mạnh đấy ạ. Nói vui là một đứa trẻ nó như một bản photocopy của cha mẹ vậy. Tất nhiên là càng lớn thì nó sẽ có càng có cái cá tính riêng, nhưng mà tất cả những gì mà cha mẹ làm nó sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn là những gì cha mẹ nói. Nên hãy là tấm gương tốt cho trẻ. Muốn con tự tin, mình hãy thể hiện cái sự tự tin, lạc quan, vui vẻ của chúng ta với mọi người xung quanh. Chúng ta cũng ngừng chê bai so sánh mọi người xung quanh, cũng ngừng than vãn về mọi người xung quanh. Hãy chấp nhận chính mình và chấp nhận mọi người xung quanh. Đấy mới là thật sự là một người tự tin, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi muốn có ai mà chia sẻ câu hỏi hay đặt câu hỏi gì về câu chuyện tự tin này không ạ? Ồ, bạn cảm ơn mẹ Hà Trần, cháu Giang đang nghe rất tâm đắc. Vì cô Thúy nói cho được cãi đúng không? Cô Thúy là người giỏi cãi lắm. Ngày xưa bố mẹ cô Thúy nói là cô Thúy sẽ phải làm luật sư mới đúng mà. Cũng nhờ giỏi cãi cho nên là chịu khó phát biểu trong lớp, có những quan điểm với khác với thầy cô. Sau này đi làm thì cũng dám nói hơn, không có sợ ai cả. Cứ mình nghĩ gì mình nói nấy thôi, mình không có sợ ai chê. Ví dụ như cô Thúy đang nói thế này cũng là nhờ ngày xưa hay hay cãi đấy ạ. Tất nhiên là các con ơi, hãy cãi một cách lễ phép nha. Các con có quyền đưa ra quan điểm riêng của mình, nhưng mà hãy học cách cãi lễ phép. Cô Thúy sẽ tìm lại cái bài cho con được quyền cãi để cô Thúy đăng lại sau khi mà cô Thúy livestream xong. Những đứa trẻ biết cãi là những đứa trẻ có tư duy riêng, độc lập. Khi đi dạy, cô Thúy rất thích sinh viên có quan điểm khác, rất thích sinh viên đứng lên dám nói là em có quan điểm khác cô. Cô nói chưa đúng, cô nói chưa chuẩn, em có quan điểm khác thì cô rất là thích. Chỉ cần là đừng có tỏ thái độ vô lễ với người lớn là được. Cái đấy là cái cách mình giao tiếp thôi. Chứ còn mình hoàn toàn có quyền có quan điểm riêng. Bất kỳ ai cũng có cần có quan điểm riêng đúng không ạ? Có ai đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề con tự tin không ạ? Chúng ta đã thấy là con tự tin nó rất là quan trọng trong cái mối quan hệ của chúng ta với con chưa ạ? Chứ chưa cần nói đến cái mối quan hệ sau này của con với tất cả mọi người xung quanh. Xin nhấn mạnh lại là một người muốn thành công thì phải tự tin. Đừng bao giờ nghĩ là ta thành công rồi ta mới tự tin nha. Đấy là nghĩ ngược thế ạ. Khi nào ta tự tin thì ta mới thành công. Khi nào ta tự tin ta sẽ dám nghĩ, dám nói, dám làm, có sự sáng tạo, có sự phản biện và bạn sẽ trở nên khác biệt với mọi người xung quanh. Và bất kỳ ai tự tin thì người đấy cũng sẽ đẹp trong mắt người khác, vì đấy là một vẻ đẹp rất là đặc biệt. Khi mà tôi đi nói về hạnh phúc gia đình, đi nói về những cái điều cần cho phụ nữ ấy, tôi luôn luôn nhấn mạnh phụ nữ chúng ta đôi khi chú ý quá nhiều vào trang sức rồi trang điểm rồi quần áo mà quên mất rằng cái đẹp tuyệt vời nhất là cái đẹp của sự tự tin. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, một người chú rất là tuyệt vời mà tôi đã may mắn được cộng tác thời gian ở Hà Nội trong một trung tâm tư vấn linh tâm á, là chú nói là khi nào mà phụ nữ tự tin thì người đấy là người đẹp tuyệt vời, đẹp nhất trong mắt người khác, vì đó là một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ đẹp không giống ai. Tôi cũng thấy là tự thấy mình là không có hề xinh đẹp, nhưng mà từ ngày tôi tự tin, tôi thoải mái trong quan hệ mọi người, tôi không ngại ai khen ai chê nữa, thì tự nhiên tôi lại thấy tôi đẹp ra và tự nhiên tôi lại thấy tôi được khen nhiều hơn. Chứ thực ra tôi không biết tôi không hề đẹp, luôn luôn ngày xưa là luôn luôn tự tin là mình xấu đấy ạ, ví dụ mặt thì đầy tàn nhang chẳng hạn. Nhưng bây giờ thấy mặt đầy tàn nhang lại là một cái đặc điểm mà không ai giống mình. Đây là các cháu hãy tự tin lên nha. Cảm ơn bạn bé Giang con mẹ Hà. Hóa ra là cháu cũng tên là Giang, cô bạn Giang con cô cũng cùng tên là Giang. Cảm ơn bạn Thủy Chân đã khen bài nói rất hay. Đang mong được tâm tình với mọi người thôi, hy vọng có ích cho ai đó.
và nếu ai đó đồng cảm thì Thúy rất là cảm kích. Bây giờ thì Thúy xin giữ lời hứa với một người mẹ đang nuôi con ở nhà và cảm thấy rất là buồn, chán, mệt mỏi và đặc biệt là đang ngày càng gầy đi và càng thấy là mình không có niềm vui khi mà mặc dù được ở nhà chăm con thì thấy cũng may mắn cho con nhưng mà mình thì để khổ quá. Có một bạn nói là cô nói lại phần cha mẹ phải tôn trọng con như thế nào được không ạ? Một cái thái độ quan trọng nhất trong giao tiếp đó là tôn trọng lẫn nhau. Bất kỳ ai cũng muốn được người khác tôn trọng đúng không ạ? Mẹ, cha mẹ cũng muốn con cái tôn trọng mình và con cái lại càng cần cha mẹ tôn trọng con cái. Tôn trọng là gì? Tôn trọng là đừng bao giờ phán xét người khác, đừng bao giờ chê bai người khác, cũng đừng bao giờ bắt người khác phải nghĩ như mình. Tôn trọng là hiểu rằng họ là một con người khác mình. Họ có suy nghĩ khác, họ có hành động khác, họ có thái độ khác. Chúng ta chỉ có quyền chia sẻ với nhau, tôi nghĩ như thế này, anh nghĩ như thế nào, tôi làm như thế này, anh làm như thế nào. Và chúng ta đủ sức mạnh để thuyết phục nhau làm theo lời chúng ta thì đấy là chúng ta đã thành công. Còn nếu chúng ta áp đặt người khác làm theo chúng ta là chúng ta đang không tôn trọng người khác. Nên tôn trọng con chính là chấp nhận con như con là. Có những đứa con nó rất là cá tính và cha mẹ phải chấp nhận cái cá tính đó của con. Có những đứa con nó có những suy nghĩ trái chiều, có những đứa con nó có những cái ước muốn khác với cha mẹ. Thì cha mẹ hãy tôn trọng để con được sống cuộc đời là chính con. Con được là con không phải làm theo điều cha mẹ bắt. Nhưng với điều kiện những cái điều đó, con phải là người xác tín rằng mình có thực sự là như vậy hay không. Mình có làm như vậy thì có sai so với những cái chuẩn mực đạo đức hay luật pháp hay không. Tất cả những cái quan điểm riêng của mình phải dựa trên một cái nền tảng đạo đức và luật pháp thì mới đảm bảo rằng mình được người khác tôn trọng. Còn nếu mình cứ là người bảo thủ, mình cứ là người ích kỷ, mình chỉ biết sống cho mình thôi thì chắc chắn là người đó sẽ là người kiêu ngạo chứ không phải là người tự tin. Nên người tự tin luôn luôn sống trong một cái sự hài hòa mà mọi người xung quanh đều có ích, mọi việc làm của mình đều tôn trọng cái ích lợi của mọi người xung quanh. Đấy mới là một người có chính kiến và có ích với mọi người. Cái sự tự tin này nó đến từ cái nhận thức mình là ai và mình là ai trong quan hệ với mọi người. Mình có thể làm gì tốt cho xã hội, cho mọi người đây. Đấy là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải tự tin là theo cái nghĩa là tôi cứ làm theo quan điểm của tôi. Ai phản đối, ai thấy khó chịu, ai thấy có tổn thương tôi cũng không quan tâm. Thì đấy không phải là người tự tin đâu ạ. Và bố mẹ cần phải giúp con hiểu đúng tự tin là gì. Tự tin trong cái về việc biết mình, biết người. Chứ không phải tự tin theo kiểu bảo thủ, ích kỷ. Cảm ơn rất là nhiều mọi người đang chia sẻ. Bạn Thủy Thân, con trai mình hay khóc khi không cãi được bố, bởi bố hay giáo huấn không đúng lúc bạn ạ. Con mình đã 21 tuổi, hình như thiếu tự tin. Cảm ơn chị Thủy Thân. Khi mà cái đứa trẻ nó bị bố hay mẹ hay sửa lỗi hay áp đặt thì chắc chắn đứa bé đấy rất là khó tự tin. Nên đấy là điều mà tôi có chia sẻ từ tối hôm trước đến tối hôm nay, tôi đều nhấn mạnh điều này. Có lẽ là chị nên chia sẻ với anh và mong anh hãy hiểu về giá trị của sự tự tin với con. Nếu anh muốn con trai anh là một đứa trẻ, một chàng trai mạnh mẽ tự tin thì anh phải tôn trọng cháu trước, anh phải lắng nghe cháu trước. Đừng bắt con phải làm theo ý mình. Khi con trai mà đã phải khóc vì không cãi được bố là một đứa trẻ nó đã tổn thương rất nặng rồi đấy ạ. Rất mong chị hãy bảo vệ con mình nha. Có thể lúc nào anh nóng, anh ấy đã mắng cháu và cháu không kiềm chế được thì chị hãy là người trung gian ở giữa, tách hai bố con ra và hãy động viên con. Thôi đây bây giờ bố nóng, con thông cảm cho bố, lúc nào bố hết nóng rồi con mới nói nha. Tôi cũng nói với con về không nên cãi lại người lớn khi người lớn đang nóng. Thì lúc đó cháu cũng sẽ học được cách giao tiếp. Khi một trong hai bên đang nóng mà chúng ta nói thì chỉ có là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, không có tác dụng gì cả. Để cho cháu bớt tổn thương đi, cháu cũng thông cảm cho bố hơn. Quả thật là nhiều người bố người mẹ rất là biết cách dạy con, nhưng mà khi nóng lên thì cả giận mất khôn và không còn nghĩ gì đến hậu quả nữa. Rất mong chị Thủy Thân sẽ là trung gian để giúp cho con không bị tổn thương và để anh ấy cũng bớt áp đặt con hơn. Cháu 21 tuổi, cháu đã có quyền công dân và cháu có quyền làm theo quan điểm của mình rồi. Tất nhiên, chúng ta biết có quyền công dân là gì? Là khi người đó phải tự quyết định, lấy trách quyết định và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Không ai có thể là chịu trách nhiệm thay hành động của một đứa trẻ sau 18 tuổi cả. Trước 18 tuổi thì bố mẹ cần phải là cái người giám hộ cho con,
Nhưng sau 18 tuổi, đứa trẻ có quyền công dân và nó phải chịu trách nhiệm. Thì cha mẹ cũng nên dạy cháu là khi con trưởng thành thì con tự trách chịu trách nhiệm về chính mình. Bố mẹ không làm thay được. Cho nên bố mẹ chỉ có thể khuyên con những điều hay lẽ phải. Con nghe hay không, con làm hay không, đấy là quyền quyết định của con. Và con quyết định như thế nào, bố mẹ tôn trọng. Nhưng con nhớ con mới là người phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Để các cháu cân nhắc giữa đúng và sai, giữa lợi và hại. Để các cháu biết các cháu nên làm gì. Cảm ơn bạn Thu Thủy đã có câu hỏi là con gái em khá tự tin cá tính, nhưng ông bà lại bảo rằng cho như vậy là hỗn. Ông bà luôn phản đối cách dạy dỗ như thế. Rất là mong là cái cách tự tin của cháu nó thật sự như là tôi chia sẻ từ hôm Chủ nhật tuần trước đến bây giờ. Tự tin là khi một đứa trẻ nó tôn trọng mọi người xung quanh. Nếu như có một cái chi tiết ông bà nói là hỗn, thì có lẽ anh chị cũng thử khách quan xem lại xem cái cách nói năng, cái cách cư xử, cái dùng từ, từng từ ngữ khi nói chuyện với ông bà của cháu có thật sự là hỗn không. Đứa trẻ tự tin nó dám nói lên quan điểm của nó, nhưng nó biết nói một cách lịch sự và lễ phép, và nó biết khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Ví dụ thấy ông bà bố mẹ đang nóng giận, một đứa trẻ tự tin nó sẽ im lặng lắng nghe và sau này có điều kiện nó mới nói lại, chứ nó không cãi ngay lập tức. Đứa trẻ cãi ngay lập tức là đứa trẻ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chứ không phải là một đứa trẻ tự tin. Nên rất là mong là chị Thu Thủy hãy cùng với cháu xem lại xem đâu là lúc cháu tự tin. Chị ấy khen cháu là ông bà có chê có hơi vô lý thì cũng có thể nói cho con biết là cái cách dạy dỗ, cái văn hóa ngày xưa, cái sự lễ phép ngày xưa được coi trọng, cho nên là cái cách mà con thể hiện quyền tự do bây giờ không phù hợp với ông bà, để cho cháu hiểu ông bà và cháu thông cảm với ông bà. Nhưng nếu như con mình thể hiện cái sự tự tin nó không đúng thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh để con có thể là phù hợp với ông bà hơn. Tôi quay trở lại cái câu chuyện mà người mẹ ở nhà chăm con nha. Ở nhà cho chăm con trong giai đoạn con từ 0 đến 3 tuổi là vô cùng quan trọng. Nếu mẹ nào có cơ hội bớt việc đi, hoặc nếu có thể dừng tạm công việc trong vài năm mà con còn nhỏ, thì đấy là điều tôi vô cùng là khuyến khích. Vì giai đoạn 0-3 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất của một đứa trẻ. Chúng ta đang bàn đến chủ đề tự tin như này, thì nó liên quan tới giai đoạn 0 đến 3 tuổi rất là nhiều. Một đứa trẻ nó có mối quan hệ gắn bó an toàn với cha mẹ thì nó sẽ tự tin hơn. Đấy là một cái học thuyết tâm lý của nhà tâm lý học John Bowlby, đã nói về cái sự gắn bó của cha mẹ, học thuyết gắn bó đó. Thì đã nói là trong những cái năm đầu đời mà cha mẹ làm tốt vai trò chăm sóc con qua hành động lắng nghe, tương tác, yêu thương và thấu hiểu bé, giúp bé phát triển cảm xúc một cách lành mạnh, thì cả cuộc đời còn lại bé sẽ trở thành một công dân vững vàng, độc lập, tự chủ và tràn ngập tự tin. Cái sự gắn bó của cha mẹ trong cái giai đoạn đầu đời của con này nó rất là quan trọng. Quan trọng nhất là cái chất lượng thời gian bên con, cái sự hiện diện bên con như thế nào. Cho nên vì thế mà có 3 điều tôi muốn lưu ý với các cha mẹ chăm con giai đoạn 0 đến 3 tuổi. Thứ nhất, đó là người mẹ ở nhà chăm con thì lưu ý rằng tất cả những gì người mẹ đang thể hiện với con nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức lên con. Cho nên nếu người mẹ không ăn ngủ điều độ, không giữ sức khỏe thì cha con, đứa con nó sẽ không được hưởng. Thứ nhất, đó là cái dòng sữa rất là đầy đủ dưỡng chất của người mẹ. Một người mẹ ăn ngủ đủ điều độ và đúng cái yêu cầu mà cần thiết của một người mẹ đang cho con bú thì chất lượng sữa nó mới tốt. Và chúng ta biết là không gì quý bằng sữa mẹ. Tôi rất mong là quý vị hãy lưu ý những tài liệu gần đây nói về ung thư để biết rằng nếu chúng ta sử dụng công thức, sữa công thức trong giai đoạn con còn nhỏ như thế này, nó sẽ tổn thương rất nhiều đến cái khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn của trẻ sau này. Và đặc biệt là sẽ sinh rất nhiều bệnh liên quan tới béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, đặc biệt là dậy thì sớm mà trẻ. Nên vì thế hãy nuôi dưỡng dòng sữa của mình bằng cách giữ sức khỏe và giữ tâm trạng vui vẻ. Dòng sữa của mẹ không chỉ là những dưỡng chất mà mẹ ăn vào. Nhiều người mẹ chỉ để ý đến cái đồ ăn thức uống thôi mà quên mất giữ tâm trạng cho mình. Dòng sữa của mình nó được tạo ra bởi tâm trạng nữa chứ không phải chỉ là thức ăn. Tinh thần nó là vitamin quý nhất cho sữa mẹ. Một người mẹ vui vẻ, lạc quan, yêu đời, tự tin thì cái dòng sữa đó nó sẽ là quý giá nhất với con. Tôi đã từng chia sẻ về một người mẹ trong cuốn sách của học giả Osho có tên là Trưởng thành trách nhiệm là chính mình. Ông chia sẻ rằng một người mẹ đã trong cơn nóng giận với người bố đang cãi nhau rất là mạnh, thì người mẹ vô cùng bực tức, thì đứa con mới sinh nó đòi cho bú, và người mẹ đã ôm con cho bú trong một cơn bực tức, thì đứa bé rất là không may nó đã tử vong. Sau này kiểm tra lại thì các bác sĩ đã phát hiện thấy là trong sữa mẹ có độc. Độc ở đây chính là cái độc tố do cơn nóng giận của người mẹ sinh ra.
Nên vì thế những người mẹ nào đã xác định là bớt nhiều việc để chăm con là quý rồi, nhưng nhớ mình giữ sức khỏe và giữ tâm trạng vui vẻ nó còn quý hơn rất là nhiều. Cái chất lượng thời gian bên con, cái sự hiện diện bên con để mình có được cái mối quan hệ an toàn với con, như là nhà tâm lý học John Bowlby nói, để sau này con hạnh phúc, tự tin và đặc biệt con không quấy khóc mẹ, nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta cho con một cái sự hiện diện đầy đủ, một cái tình yêu thương đầy đủ trong giai đoạn 0-3 tuổi, tạo được một gắn bó an toàn giữa mẹ và con, thì đứa bé nó sẽ không khóc đòi chúng ta, nó sẽ không hờn dỗi nhiều, nó sẽ không quấy khóc, không lao hét, không bướng bỉnh nhiều như những đứa trẻ mà không được chăm sóc chu đáo. Tôi vẫn thích cái một cái quan điểm là mẹ vui thì con mới vui và mẹ an thì con mới ngoan. Đấy là một điều mà tôi muốn nhấn mạnh đầu tiên, đó là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của mẹ. Nên vì thế mà xin các mẹ hãy ăn ngủ điều độ để mà chúng ta có đủ sức chăm con. Đặc biệt là người mẹ đã hỏi tôi cách đây vài hôm đó, là người mẹ ngày càng gầy đi và ngày càng cảm thấy mình yếu, không có đủ sức để cho con bú, thì đấy là một điều vô cùng là đáng tiếc. Hãy giữ sức khỏe đầu tiên. Và cũng mong là những ai nghe chương trình này thì hãy cùng đồng hành với người mẹ để người mẹ được nghỉ ngơi. Ví dụ tạo điều kiện chăm sóc con, đỡ cho mẹ được nghỉ, được ngủ đủ, được thoải mái, không có gây ra những cái xung đột với người mẹ trẻ, nhất là những người mẹ mới sinh xong. Cái sự trầm cảm sau sinh là tỷ lệ rất là cao. Nếu như người nhà không quan tâm, không chăm sóc chu đáo, không tạo ra một cái niềm vui cho người mẹ thì ảnh hưởng ngay lập tức đến đứa bé về rất tất cả mọi phương diện, từ sức khỏe thể chất cho đến cảm xúc của đứa bé. Cái điều thứ hai là tôi muốn nhấn mạnh, đó là người mẹ phải có một cái sự giải trí, có một cái sự thư giãn. Đôi khi chúng ta quá quấn lấy con nên chúng ta suốt ngày, suốt đêm ở bên con mà chúng ta quên mất rằng cái sự thư giãn của mình rất là quan trọng. Ví dụ mình dành thời gian để mình gửi con cho người khác, để mình tập thể dục, mình tập những cái bài tập cho bé mẹ sau sinh để chúng ta nhanh chóng giữ dáng là một phần thôi, quan trọng là giữ sức khỏe và đặc biệt là để thư giãn tinh thần, thì chúng ta sẽ vui hơn, khỏe hơn và chăm con tốt hơn. Điều đấy cực kỳ cần cho con, đấy không phải là người mẹ ích kỷ. Chúng ta biết chăm sóc bản thân là chúng ta đang vì con. Nhiều người mẹ cứ sợ rằng mình chăm sóc bản thân là ích kỷ, chăm sóc bản thân là sợ người khác sẽ chê cười, con nhỏ mà lo tập thể dục, con nhỏ mà lo ăn, lo uống, không có lo chăm con, hoàn toàn không. Chúng ta hy sinh cho con giai đoạn này, chúng ta dành hết thời gian cho con, chúng ta quên mất bản thân mình cho con là chúng ta đang làm khổ con, chứ không phải là chúng ta đang giúp con đâu ạ. Một cái chú ý thứ ba giai đoạn này á, tôi muốn chia sẻ với người mẹ này á. Người mẹ này than phiền là con đang bám mình quá nhiều, con bám mình tất cả mọi lúc mọi nơi và không tách con ra được. Đôi khi cũng làm cho mình không có ngủ được, không ngủ đủ, không có ăn được. Giờ ăn con khóc một tí là lại phải đến với con mà ăn không có yên. Có khi một bữa cơm phải ăn làm rất là nhiều lần. Rồi đêm thì con quấy khóc mình cũng không ngủ được. Tôi cho rằng là nếu bạn đang ở trong tình trạng này, là cái mối quan hệ của bạn với con đang là gắn bó không an toàn, chứ không phải là một gắn bó an toàn. Ngay từ khi sau sinh thì chúng ta phải biết dành thời gian cân đối cho con và cho mình, nên phải biết tách con ra. Tức là có những lúc phải đặt con nằm ngủ, nằm chơi một mình, có những lúc phải cho người khác bế con dù mình. Ví dụ như là mẹ chồng, mẹ đẻ, hay là anh chị em trong nhà, hay là người, đặc biệt là người chồng, hãy để cho người chồng được gần con. Có nhiều cha, nhiều người mẹ kỹ đến mức mà sợ người khác đụng với con mình, thì con mình thế này, con mình thế kia, sợ bẩn này, sợ không biết cách, người khác không biết cách, rồi cũng cái gì cũng lo, thành ra ôm hết việc vào mình, thành ra mới khổ, sau này con bám dính lên mình thì lại lúc đấy than phiền thì đã muộn rồi. Nên rất mong các mẹ là sinh con trong giai đoạn đầu đời, nhất là giai đoạn 0 tuổi sau sinh đấy ạ. Những đứa bé nhũ nhi nó rất cần có một cái giai đoạn để nó thích nghi với mẹ và mọi người xung quanh, nhất là người bố. Chúng ta không nên ôm con suốt ngày suốt đêm như vậy. Rất cần có người hỗ trợ, vừa là để cái đứa trẻ nó cân bằng cái mối quan hệ với người mẹ, vừa là để nó làm quen với những người thân trong gia đình, nhất là người bố. Mối quan hệ của mẹ con trong giai đoạn này xin nhấn mạnh lại là vô cùng quan trọng đến cảm xúc của con, và đặc biệt là cả cảm xúc của mẹ nữa. Nếu chúng ta nuôi dưỡng thói quen xấu, bám mẹ, quấy khóc khi mà vắng mẹ, sẽ làm cho khó cho cả con lẫn mình trong tương lai, nhất là khi mình phải đi làm. Có một cái chi tiết mà người mẹ chia sẻ là em không có cài được Facebook. Khi cho con bú em cũng vào Facebook, rồi đêm em cũng vào Facebook, rồi lúc mệt em không ngủ được em cũng vào Facebook. Thì tôi rất là chia sẻ với mẹ và nhiều người khác, chúng ta phải có cái cách chơi Facebook đi ạ. Ví dụ như tôi hay chia sẻ mọi người là mong mọi người hết sức thông cảm là tôi không có like, comment mọi người quá nhiều được.
tôi dành cố gắng dành tối chủ nhật chia sẻ với mọi người trực tiếp thế này thôi. Còn lại là tôi chỉ có cơ hội đăng những cái tin bài nào mà tôi thấy cần cho tôi và mọi người. Tôi đăng những cái tin tức hoạt động của tôi để tôi lưu giữ như là một cái lịch trình làm việc, như là một cái nhật ký ảnh, là nhật ký công việc của mình thôi. Còn có ích cho ai đó thì tôi rất là vui. Còn ai đó like hay không, comment hay không, bao nhiêu người theo dõi livestream tôi cũng không bao giờ quan tâm đâu ạ. Nhiều cũng được mà ít cũng được, không sao cả. Và tôi không có để ý đến cái điều đó lắm. Cho đấy cũng là cách để tôi bảo vệ sự an toàn cho mình và để cho tôi đỡ mất thời gian với Facebook. Nếu tôi cứ suốt ngày phải lo tương tác với mọi người quá nhiều, tôi suốt ngày phải quan tâm đến ai like tôi, ai comment tôi, thì tôi sẽ không có thể nào mà còn thời gian làm cái việc gì khác. Nên vì thế mà chúng ta nhớ là Facebook chỉ là cái nơi mà chúng ta một phần con người của mình trên đó. Facebook là cái nơi mà chúng ta có thể học từ nhau rất là nhiều, nhưng nó không phải là cái nơi chúng ta đưa những tâm trạng buồn lên đó, đưa những cái câu chuyện gia đình cơ quan lên đó. Và đặc biệt các bà mẹ sữa mê con đến mức mà suốt ngày chụp ảnh con đưa lên đó, thì tôi cũng xin thưa là gần đây rất nhiều vụ xâm hại trẻ em liên quan tới việc là qua mạng xã hội, những kẻ xấu, những kẻ ấu dâm, những kẻ có một ý đồ xấu với trẻ sẽ tấn công con chúng ta. Qua câu chuyện của bé Linh ở Nhật Bản thì đã có một số bài viết mà tôi cũng mới chia sẻ lên trang của tôi rồi, nên tôi không cần nói lại nữa. Chúng ta hãy đừng chụp ảnh con lên Facebook, đấy là cũng là một cái quyền của con nữa. Và thực ra nó cũng là cái quy định, chúng ta không có được phép đưa ảnh khi một đứa trẻ nó chưa có quyền nói với chúng ta rằng nó đồng ý hay không đồng ý. Nếu có thì hãy chụp những cái ảnh mà nó không có rõ trực diện con lắm. Tôi thậm chí tôi còn thấy những cha mẹ chụp cả cái hình bộ phận kín của con lên, thì tôi không hiểu là cha mẹ nghĩ như thế nào. Nên xin hãy đừng đắm đuối vì con đến mức mà có bất kỳ hoạt động nào của con cũng khoe lên Facebook, rồi đợi xem là bao nhiêu người like rồi vân vân, thì nó rất mất thời gian. Nếu mà chúng ta vừa hậu quả của Facebook nó rất là lớn với đứa bé. Khi mà tôi vừa nói cái học thuyết gắn bó của John Bowlby đó, thì cái sự chất lượng hiển diện thời gian bên con nó vô cùng quan trọng. Chất lượng thời gian là gì? Là chúng ta tập trung hoàn toàn vào con. Chúng ta đang nói chuyện với con, đang cho con bú, thì hãy tiếp xúc bằng mắt với con, hãy bằng tay với con, tiếp xúc xúc giác đó, là bằng cả năm giác quan của chúng ta với con. Không có phân tán bởi bất kỳ một cái phương tiện kỹ thuật nào, phương tiện truyền thông nào, thì chúng ta mới thật sự là đang hiển diện bên con. Thì lúc đấy đứa bé nó mới thật sự cảm thấy an toàn với người mẹ này. Đứa bé nó mới cảm thấy hạnh phúc khi được người mẹ yêu thương và quan tâm. Chứ nếu chúng ta một tay cho con bú, một tay cầm điện thoại rồi vào Face, thì chúng ta đang làm một cái việc vô cùng tệ hại với con mình. Tôi rất là phản đối. Đã 2-3 bà mẹ nói với tôi chuyện này rồi, và tôi nói là em ơi, em dừng ngay đi. Em thà là em không học được thêm cái gì ở trên Facebook còn hơn là em ôm Facebook mà để cho con em nó bị tổn thương. Một đứa trẻ nó đang bú mà mình nhìn Facebook, nó không nhìn mình, không nhìn con, mình không có cái mắt xa hay có cái đụng chạm xúc giác bằng hai tay với con, mà tay mình đang bận cái điện thoại, thì đứa bé nó sẽ cảm nhận ngay lập tức, quý vị ạ, nó sẽ cảm nhận ngay lập tức cái sự thiếu tình yêu thương, thiếu sự quan tâm, thiếu cái sự hiển diện thực sự của chúng ta bên con. Kể cả sau này khi con chúng ta lớn, chúng ta cũng nhớ là cái thời chất lượng thời gian bên con nó rất là quan trọng. Nhất là bây giờ chúng ta quá bận đi. Nếu khi nào các quý vị về nhà mà ngồi ăn với con hay là ngồi chơi với con, hãy bỏ cái điện thoại sang một bên, đừng nghe điện thoại lúc đó, đừng chơi Facebook lúc đó. Còn khi nào mà con học bài, chúng ta có thể làm việc riêng của chúng ta vào Facebook được. Tôi cũng thế thôi, những lúc mà con tôi học bài thì tôi cũng có thể cầm điện thoại, tôi có thể vào máy tính. Tại công việc của tôi làm máy tính rất là nhiều, thì tôi làm Facebook cái lúc mà nó không ảnh hưởng đến con. Thỉnh thoảng mà tôi đang chơi với con mà tôi vào Facebook á, vì phải trả lời ai gấp á, thì con tôi nó la làng luôn là đấy, mẹ đang không có chơi với con. Thì chúng ta hãy nhớ là bất kỳ một cái lúc nào đó mà chúng ta có cơ hội ở bên con, hãy dành trọn vẹn cho con. Đôi khi 2-3 phút ta thực sự hiển diện với con, nó quý hơn nhiều là ta ở bên con một tiếng mà ta lại tay cái điện thoại, rồi mắt thì cái điện thoại lúc nào cũng phây mà quên mất con. Thì đấy là một người mẹ, tôi nói thật là một người mẹ vô trách nhiệm. Rất là mong là quý vị có ghét tôi thì tôi cũng vẫn phải nói. Và rất mong là hãy cai Facebook càng sớm càng tốt với những người mẹ đang cho con bú. Những giờ bên con, hãy đừng cầm điện thoại, hãy để điện thoại xa chúng ta ra. Hơn nữa, nguy hiểm hơn, cái sóng của điện thoại nó ảnh hưởng đến não của đứa bé. Tôi rất sợ rằng những người mẹ mà đang có con non tháng như thế, đang con một tuổi như thế, cái não của bé nó rất là cần chúng ta giữ cái sự gọi là cách ly khỏi những cái sự chất độc hại, thì chúng ta lại để cái điện thoại kè kè ngay cạnh đầu cháu, thì đấy là một điều vô cùng tệ hại. Xin quý vị tốt nhất là cái cai điện thoại và cai các thiết bị công nghệ khi mà chúng ta đang ở gần con. Còn khi con ngủ rồi, con chúng ta sang phòng khác, ok, chúng ta có thể dùng Facebook, chúng ta có thể vào điện thoại. Nhưng nếu chúng ta nhớ con nhỏ, chúng ta cũng không nên, vì chúng ta biết là con ta có thể khóc bất cứ lúc nào, nó cần chúng ta bất cứ lúc nào,
mà chúng ta mê mải trên cái phương tiện truyền thông đó thì chắc chắn là con chúng ta có thể cần mà chúng ta không hề biết. Đấy là một điều nó làm cho chúng ta trở nên không có đúng cái mong muốn là chúng ta nuôi dạy con cho tốt. Mà xin nhấn mạnh lại là giai đoạn 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất ạ, để hình thành nên nhân cách của con, hình thành nên cảm xúc của con, hình thành nên cá tính của con, nhất là sự tự tin. Một đứa trẻ nó được yêu thương đầy đủ, nó sẽ tự tin hơn. Còn một đứa trẻ mà nó cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương ngay từ khi còn bé thì chúng ta đừng mong sau này đứa bé đó nó trở nên tự tin, nó là nó trước mặt người khác. Xây dựng lòng tự tin cho con phải từ rất bé. Cảm ơn bạn Tuyết Thanh, không biết là bạn Tuyết Thanh mở to loa đoạn nào ấy. Có ai đặt câu hỏi liên quan đến câu chuyện mà nuôi con từ 0-3 tuổi không ạ? Đấy, tôi vừa lưu ý các mẹ từ 0-3 tuổi, nhất là giai đoạn con đang bú đó, nhất là 0 tuổi đó. Thứ nhất là phải ăn ngủ điều độ nha, giữ tâm trạng vui vẻ, phải có sự giải trí cho riêng mình. Thứ hai là phải tách cái Facebook ra để mà chú ý cái mối quan hệ mẹ con, thực sự yêu thương con thì mới là điều tuyệt vời mà chúng ta đang cho con nha. Giai đoạn này con chưa cần tiền của chúng ta đâu ạ, nên đừng có lo kiếm tiền quá. Tôi thấy trên mạng đã đăng rất nhiều ảnh là mẹ sữa là cứ vừa ôm con vừa dùng Facebook, thì hãy cố gắng nhất có thể. Tất nhiên tôi biết có nhiều người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giai đoạn ôm con ở nhà mình cũng phải làm, mình cũng phải kiếm tiền. Và tôi rất ủng hộ những người mẹ ở nhà kiếm nuôi con nhưng vẫn cứ nỗ lực kiếm tiền để độc lập về kinh tế. Đấy là tốt, nhưng xin đừng vì tiền mà ảnh hưởng đến con. Cố gắng hạn chế tối đa thời gian mà cầm cái điện thoại khi mà mình đang ôm con trong lòng. Điều đó nó tổn thương đến thể chất của trẻ, tổn thương tinh thần của trẻ, nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ mẹ con sau này của chúng ta nữa. Cảm ơn bạn Vĩnh Trị cũng theo dõi chương trình này. Có ai hỏi thêm về câu chuyện từ 0 đến 3 tuổi không ạ? Đấy là tôi đang chỉ mới nói cho người mẹ thôi nha. Vì cái người mẹ hỏi tôi là cảm thấy rất là mệt mỏi trong giai đoạn từ 0-3 tuổi. Tôi đang tê chân quá, nên tôi đang ngồi. Dạ, nơi tôi ngồi livestream là một cái giường mà tôi khoanh chân nó tê quá. Hôm trước có một người đằng sau tôi làm cái tủ sách, vì đây là cái phòng làm việc của tôi. Một cậu đến lắp internet cho tôi, mới hỏi chị làm gì mà lắm sách thế. Tôi bảo là tôi làm cái nghề mà chỉ có mỗi sách là tài sản thôi, cái nghề nghèo nhất ấy. Thế cậu bảo, tại cậu cười, cậu bảo thế chị làm giáo viên à? Tôi bảo đúng rồi đấy, em đoán chuẩn rồi đấy. Nhà chả có tài sản gì ngoài sách hết á. Và có rất nhiều sách hay về dạy con mà tôi chưa có điều kiện đọc. Tôi cũng mới mua được một cái bộ sách là What to do, cha mẹ phải làm gì đó, của nhà xuất bản Phụ Nữ. Và sáng nay tôi đi nghe chương trình bên trường Đức Trí do tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu và nhà báo Nguyễn Công Khanh nói chuyện. Tôi có thấy cái bộ sách hay quá, tôi sẽ đọc và chia sẻ dần với các bậc cha mẹ. Sáng nay thì tôi thấy tâm đắc là chỗ là cha mẹ nghĩ gì về thành công và làm sao để dạy con thành công. Tất cả hai vị khách mời với trải nghiệm bao nhiêu năm tuổi đời của họ thì họ thấy là một người thành công là một người được làm cái gì đó mình thích và mang lại cái điều tốt đẹp cho xã hội. Và đó là những điều như là những việc tử tế. Thì khi mà mình được làm việc mình thích và đó là việc tử tế mà xã hội cần, đáp ứng được cái mong đợi của xã hội, thì người đó là người thành công. Thì tôi rất là đồng cảm với quan điểm này. Chúng ta cũng cần chia sẻ với con chúng ta để con chúng ta thấy được cái giá trị thực sự của cuộc sống. Đó là mình được làm gì đó mà mình thích, mình được đóng góp cho xã hội và mình được sống tử tế để mọi người tôn trọng mình. Thì đấy là điều vô cùng quý đối với giá trị bản thân, và từ đó ta sẽ tự tin hơn. Mình là ai trong xã hội này, mình có ý nghĩa gì với mọi người. Hãy làm những việc mà mình thấy cần cho người khác, thì lúc đó bạn sẽ rất hạnh phúc, bạn sẽ thấy rất tự tin. Cảm ơn anh Hữu Nam đã tham gia chương trình. Con trai mình 20 tuổi, cháu hay đánh điện tử nên rất tự ti trước mặt người khác, nhất là người thân, và bây giờ mình phải làm sao? Cháu chơi trò chơi điện tử ạ. Không biết là anh chị có căng thẳng hay là có la mắng hay có cái thái độ tiêu cực nào với cháu khi cháu chơi điện tử không ạ? Có lẽ cái việc cháu chơi điện tử cháu tự biết là mình không có đúng nên cháu tự ti mặc cảm. Và cũng có thể là một số người trong gia đình có những cái phản ứng tiêu cực với cháu, chê bai cháu, thậm chí là có thể là chửi mắng cháu khi cháu chơi điện tử, nên cái sự tự ti của cháu nó càng lớn. Nên rất là mong cha mẹ hãy giúp con điều này. Thứ nhất là hãy ngồi nói chuyện một cách rất là bình đẳng với cháu để cho cháu hiểu chơi điện tử nó ảnh hưởng như thế nào tới
thời gian để mà học hành hay làm việc. 20 tuổi rồi thì không biết là cháu đang học hay cháu đi làm rồi, thì hãy cho cháu biết cái hậu quả, cái lợi và cái hại của chơi điện tử. Thực ra chơi điện tử cũng không phải là hoàn toàn bất lợi đâu ạ. Đứa bé nó biết giải gọi là biết dành thời gian để giải trí bằng chơi điện tử cũng là một cái cách của xã hội hiện đại này. Nhưng mà cách quan trọng nhất là phải biết điều tiết thời gian để đừng nghiện thôi. Chứ còn khi cần thư giãn thì cháu chơi một chút không sao cả. Và đặc biệt là trò chơi điện tử nó cũng có thể làm cho đứa bé nó cảm thấy là nó khám phá được rất là nhiều thứ. Nhưng đứa bé cần hiểu là cái hậu quả của việc chơi nhiều nó sẽ như thế nào và hậu quả của việc nghiện nó sẽ ra sao. Chúng ta không có chê bai trẻ. Đó, đó, anh Nam thấy là anh có mắng cháu. Dạ, vâng. Nếu mà mắng con thì con sẽ tự ti mặc cảm lắm đấy ạ. Hãy giúp con nhận ra điều đúng điều sai thôi, chứ đừng mắng. Mắng sẽ không làm cho cháu thay đổi hành vi đâu ạ. Càng mắng cháu sẽ càng không thay đổi. Cháu sẽ thậm chí, những đứa trẻ mà tôi phát hiện thấy là nó chơi điện tử ngày càng nhiều á, mà nghiện ngày càng nặng á, là vì bị đánh đập đấy ạ, bị mắng chửi đấy ạ. Nên xin hãy ngồi với cháu một cách rất là bình đẳng. Vì anh thấy không, con anh 20 tuổi rồi, cháu có quyền công dân rồi. Hãy nói chuyện với cháu như mà hai người đàn ông với nhau, là con muốn gì, con muốn con trưởng thành và con muốn con làm gì để sống. Nếu con cứ chơi điện tử thì hậu quả thế nào? Xin đừng la mắng, xin đừng kết tội cháu. Vì đôi khi đấy cũng là cái quyết định của họ và họ phải tự chịu trách nhiệm trong tương lai. Anh hãy cho cháu thấy là con quyết định chơi điện tử thì hậu quả sẽ là cái gì, và liệu sau này con có muốn tương lai của con, cái hậu quả nó sẽ đè bẹp tương lai của mình không, để cho cháu tự quyết định. Khi mà anh tôn trọng cái sở thích chơi điện tử của cháu và anh phân tích đúng sai cho cháu, tôi tin rằng khi cháu được anh tôn trọng, cháu sẽ bớt chơi dần đi và cháu sẽ tự tin hơn trước mặt anh và trước mặt mọi người. Rất mong là anh hãy thay đổi cái cách mà anh tiếp cận với cháu trong câu chuyện chơi điện tử này nha. Chê bai chỉ làm cho cháu thêm xa lầy vào cái trò chơi này thôi, vì cháu không còn biết làm gì khác ngoài cái việc là chống đối lại mọi người và cảm thấy mất niềm tin vào chính mình, cho nên cháu càng bi quan chán nản và cháu chỉ có giải khuây bằng điện tử mà thôi. Nhưng càng mắng thì càng cháu sẽ càng chơi nhiều là vậy đấy. Cảm ơn bạn Vương Nam. Lần tới chị chia sẻ chủ đề làm thế nào để trẻ yêu thương cha mẹ nhé. Yeah, cảm ơn ạ. Trẻ yêu thương cha mẹ thì đúng là một chủ đề rất là hay đấy. Lần sau mình sẽ chia sẻ nha. Làm thế nào để con biết yêu thương hiếu thảo với cha mẹ? Cái chữ yêu thương và hiếu thảo, biết giúp đỡ cha mẹ là một cái điều vô cùng quý đúng không ạ? Và điều này cũng cần cha mẹ có những cái cách giao tiếp ứng xử riêng với con. Chương trình hôm nay thì tôi cũng mới trả lời được hai cái câu hỏi lớn mà mọi người hay đặt ra cho tôi thôi. Làm sao để con tự ti, làm sao để con không tự ti và trở nên tự tin hơn, trẻ vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, không có cãi lời một cách vô lý. Và cái câu hỏi thứ hai là liên quan tới giai đoạn là 0-3 tuổi thì mình ở nhà mình gặp phải những vấn đề như là mệt mỏi, căng thẳng, rồi hay bị sa lầy vào Facebook, rồi ít con hay quấy khóc, thì tôi có chia sẻ một vài ý quan trọng như vậy thôi. Xin nhấn mạnh lại là để con tự tin được á, và thực ra không chỉ là con tự tin mà chúng ta có liên quan đến rất nhiều vấn đề của con cái nữa, thì nó liên quan tới cái cách mà chúng ta cư xử với trẻ, cách mà chúng ta đối xử với trẻ. Kể cả câu hỏi của bạn Vương Nam là làm thế nào để trẻ yêu thương á, nó cũng liên quan tới cách mà chúng ta đang cư xử với trẻ đấy ạ. Chúng ta làm cho đứa trẻ tự tin vào chính con người của trẻ, trẻ cũng sẽ biết bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta hơn. Ý này tôi muốn nói rằng là nó liên quan tới tất cả những vấn đề của trẻ. Bất kỳ khi nào chúng ta cảm thấy gặp phải những vấn đề của trẻ thì chúng ta đều phải nhìn lại cái cách chúng ta ứng xử với trẻ đã phù hợp hay chưa. Hãy chấp nhận trẻ, tôn trọng trẻ, cá tính của trẻ, không la mắng, hãy khen ngợi động viên, hãy góp ý cho trẻ thay đổi, hãy phân tích đúng sai cho trẻ biết mà đâu là điều nên làm, đâu là điều nên tránh, và hãy để cho trẻ được tự quyết định, nhất là khi trẻ đã lớn. Còn trẻ nhỏ chúng ta cần uốn nắn, nhưng khi trẻ lớn chúng ta biết rằng trẻ phải là người tự chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hôm nay. Mong anh Hữu Nam hãy về chia sẻ với con trai nha. Dạ. 20 tuổi rồi cháu rất cần được bố mẹ tôn trọng đấy ạ. Có thể cháu đang sai lầm một chút xíu, nhưng nếu được bố mẹ bao dung và tha thứ, chấp nhận thì chắc chắn sau này cháu sẽ thay đổi và tự tin hơn. Ai cũng từng có những cái sai lầm đúng không ạ? Nên một cái lỗi nghiện chơi điện tử nhiều của cháu cũng là một cái mà cần cha mẹ hướng dẫn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Tạm biệt mọi người, gặp lại mọi người trong tối chủ nhật tuần sau.
nhau. Hy vọng là tới nay mạng nó không có trục trặc như tối hôm chủ nhật trước.